Xin chào cả nhà, chào tất cả các quý khách hàng đang xem trên kênh của em hôm nay nhá. Đây là cây dâu da này, cây dâu da đất nhá cả nhà nhá. Ở đây em có hai dòng dâu da đất là dâu da xanh và dâu da tím. Hôm nay em sẽ chia sẻ về cây giống cho cả nhà nhé. Tất cả cái cây dâu da ở đây đều mắt ghép đạt ở ngưỡng tầm 25 phân. 20 đến 25 phân, lá rất là xanh. Em dâm ủ đây, em dâm ủ xuống, cả nhà có thể thấy cái bầu em ủ xuống dưới đất là một nửa. Một nửa còn lại, một nửa thì nhôi nhôi lên. Em ủ như thế này thì bao giờ cũng thế, nó sẽ có tác dụng giữ ẩm được cho cái bầu. Nó giữ ẩm được cho bầu cây và nó làm cho cái cây này rất là khỏe cây. Khi chúng ta đánh lên thì không sợ cây héo vì chúng ta chỉ ủ có một nửa bầu thôi. Cái phần rễ nó ra rất là khỏe luôn cả nhà nhá. Đây nó ra rễ trắng tinh luôn. Vì sao lại phải ủ cả một nửa bầu mà không ủ cả bầu? Đấy, các dòng cây ở vườn của em Yến ở đây, ví dụ như cây chám cũng thế. Đây, ví dụ như cây chám. Đây, ví dụ như cây chám hay cây hồng, bất cứ cây gì cũng thế. Em Yến ở đây chỉ ủ một nửa bầu hoặc là 2/3 của bầu và giữ lại một nửa. Để khi mà chúng ta nhấc cây lên ấy, là cây nó không bị thay đổi về giống như kiểu là cái khi mà chúng ta dâm hẳn xuống ấy, mà nhấc lên ấy, thì bao giờ cũng thấy cây nhấc lên thì nó khá là yếu. Nhưng mà khi mà chúng ta để cái lô dâu da này của em ấy thì nó có 500 cây cả nhà nhá. Có cái lô em đang ủ này, ở đây là 500 cây. Và ở đây là có dòng dâu da đỏ cũng như là dâu da xanh. Dâu da xanh là dâu da của miền Nam, dâu da đỏ thì trước đến giờ vẫn gọi là dâu da miền Bắc. Thế nhưng mà thực tế ra miền Bắc miền Nam thì cái quả nó cũng như nhau thôi. Nó cũng có miền Nam cũng có quả dâu da xanh, cũng có quả dâu da đỏ và miền Bắc cũng thế. Và dâu da thì nó sẽ có hai loại, ba loại. Ví dụ như có những cái loại mà nó sẽ ngọt, nó chua chua rôn rốt, hoặc có những loại nó rất là chua, hoặc có những loại nó ngọt, nó gọi là nó ngọt hẳn đấy. Thì ở đây nếu mà để mà phân biệt được những cái dòng dâu da ngọt thì nó khá là khó, vì trong quá trình cắt mắt thì thông thường sẽ chỉ lựa chọn những cái cây dâu da rất là sai quả, những cây mẹ rất là sai quả và ăn nó có vị thôi, còn khi mà có vị ngọt thôi, chứ còn khi mà chúng ta cắt mắt lên rồi cộng với cái việc gốc cây, gốc ghép của chúng ta nữa, có thể nó lai giống thì có thể là không phải là cây nào lên nguyên bản nó cũng được ngọt sắc, mà nó sẽ có thêm những cái vị gọi là chua chua rôn rốt. Bản chất của dâu da thì nó là thế cả nhà nhá. Em cũng chia sẻ luôn với cả nhà là thường thì dâu da thì các cái kênh mạng đang bán ấy, thì thường bán sang bán từ cây dâu da này sang cái cây bòn bon rất là nhiều. Nhưng bác nào ăn quả bòn bon Thái rồi ạ thì biết đúng không ạ, bòn bon Thái thì có cái vỏ màu vàng, bên trong có múi như dâu da. Thế nhưng mà cái quả dâu da thì hạt nó to hơn, còn bòn bon thì hạt nó bé tí. Đấy là điểm khác biệt. Cộng với việc nữa là cái vỏ của quả bòn bon khi mà chúng ta tách ra nó có một chút nhựa trắng. Đấy, còn dâu da thì không các bác nhá. Cái điều hay ở chỗ là quả dâu da này thì nó ra quả đầy thân, nó ra chùm quả đầy thân, thì cái quả quả bòn bon Thái nó cũng như thế. Nên là khi các bác mua ấy, thì em đã chia sẻ rồi, bòn bon Thái nó có một cái đặc điểm là lá của nó rất là giống với lại lá lá cây quả chôm chôm. Đấy, còn cái lá cây dâu da thì đây rõ ràng đây là cây dâu da rồi. Chắc là bác nào ở vùng miền núi ấy, đi vặt quả dâu da ở trên rừng nhiều thì chắc các bác nhìn là các bác biết đúng không ạ. Em giới thiệu nữa thì các bác cũng, kể cả em có nói gì đi chăng nữa mà nó không đúng thì các bác cũng vẫn phản bác là không đúng thôi. Đấy, em ở đây thì bán hàng là phải chuẩn cho khách hàng, cây nào đi cây đấy. Và với dòng dâu da ghép thì em sẽ đảm bảo cho khách hàng của mình là 3 năm thì cây sẽ ra quả rồi các bác nhá. 3 năm dâu da sẽ ra quả, sẽ không có thời hạn lâu hơn. Đấy. Và cây ở đây em ủ thì các bác biết đấy ạ, không có cây hỏng luôn, không có cây hư hại, không có cây hỏng, không có cây có vấn đề gì luôn. Đấy, nhiều bác cứ bảo là tôi đem dâu da về, tôi mua trên mạng, tôi mua về tôi trồng nó bị này bị kia. Nhưng riêng em Yến ở đây sẽ đảm bảo cam kết cho khách hàng. Đấy, riêng cái việc em ủ cây các bác nhìn các bác cũng đã thấy được cái chất lượng rồi đúng không ạ? Cái chất lượng của cây em ủ nó đã như thế nào rồi. Đấy, nên là khi các bác về trồng thì hoàn toàn là yên tâm ạ.
Với dòng dâu da ấy, với dòng dâu da đất như thế này ấy, với dòng dâu da quả này thì các bác có thể trồng cho em yến là 4 mét một cây, 4 mét nhân 4 mét hoặc là 3 mét rưỡi nhân 4 mét một cây, hàng cây. Và điều kiện của em yến là các bác có thể trồng cho em yến ở đất đồi. Đây là một trong những dòng cây rất là hợp đất đồi hoặc đất hơi sỏi sỏi một chút thì rất là hợp luôn. À, với những cái cây dâu da này các bác có thể đi tìm được rất nhiều tỉnh thành nhá. Cây to bây giờ thì giá trị đấy ạ, cây to mà đường kính tầm 15 trở lên là giá trị lắm đấy ạ, bán được rất được giá luôn. Đấy, các bác có thể mua ở Phú Thọ, có thể Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn hay là Thái Nguyên. Các bác lên Thái Nguyên rất là nhiều dâu da này. Đấy, hoặc là về Hòa Bình, đơn giản như về Hòa Bình các bác cũng sẽ mua được những cây dâu da này. Thế nhưng mà do là quá trình là người ta khai thác gỗ nhiều năm nên nó cũng mai một đi rồi, nên cái nguồn giống nó cũng không còn được như ngày xưa, nó không được nhiều quá nữa. Và những cái nhà vườn hay là những cái biệt thự nơi nào mà người ta, các bác nào mà chuộng về những cái dòng cây cảnh sân vườn ấy, thì các bác rất là chuộng dâu da, bởi vì là nó là một trong những dòng cây mà sum xuê quả ra từ gốc đến ngọn, ra quả thành chùm ở thân. Thì xét về phong thủy thì gọi là con cháu đầy đàn hay là thịnh vượng đấy, nên là về xét về phong thủy thì khách hàng bên em rất là chuộng những cái dòng dâu da đất mà bắt đầu ra quả đường kính cho từ 10 đến 15 20 trở ra. Đấy, nên là nếu như mà bác nào mà đất rộng thì chúng ta có thể trồng một cái lượng dâu da vào vườn. Giá thành cây thì không quá đắt đỏ, chúng ta trồng vào đầu tư cho sau này. Đấy là em đang tư vấn cho những bác nào mà vườn rộng nhá, về kinh tế nhá. Đấy, sau thì dù là cây đường kính lên đến 10 hay 15 hay 20, các bác chỉ cần ới cái là sẽ có người ta đến người ta bốc cả lô luôn, chứ không phải là không. Thậm chí em ở đây, em ví dụ như năm ngoái em vẫn đang khai thác và em vẫn đang đi mua những cái nguồn dâu da, cây dâu da mà nó đang ra quả ấy, nó đang ra hoa ra quả. Hiện tại bây giờ khách hàng của em cũng rất là chuộng những cái dòng này. Thế nhưng mà những cái cây mà đang có quả, cây choi choi nhũ nhũ đi thì nó không có quá nhiều, và giá mà cứ đi lấy qua lấy lại nó cứ sàng xê, nó bị đẩy giá nữa cả nhà nhá. Đấy, nên là em yến ấy, em riêng em yến mà có vườn ấy là em cũng sẽ đầu tư trồng thật nhiều cái cây dâu da này đấy. Trồng để sau này không chỉ là vừa phát triển về quả mà chúng ta có thể vừa bán cây cho các cái hàng công trình hay là những bác mà rất thích chuộng những hàng sân vườn, bán cho các nhà vườn, các nhà vườn cũng mua số lượng rất là nhiều chứ đâu phải ít đâu ạ. Đấy, hoặc là ví dụ như sau khi xem video này, bác nào có những cái nguồn quả cây dâu da thì các bác có thể báo cho em yến. Em ví dụ như tiện một chuyến cẩu của nó có thể tầm từ 5 đến 7 cây thì em có thể lấy cả lô luôn. Đấy, em cũng đây, vườn của em rất là rộng nên là em có thể lấy, em xếp về vườn. Em xếp về vườn để bán. Hay em ở phía dưới em có một cái vườn cây to nữa. Vườn của em ở đây thì đa phần là đặt cây giống. Hiện tại cái vườn chỗ này là đặt cây giống, còn có một vườn em đặt cây to. Nên là em cũng vẫn cứ khai thác những dòng cây to các bác nhé. Mắt ghép đều 20-25 trở lên và thân thì rất là bụ bẫm, rất là mập mạp luôn nha các bác nhá. Những cái lô như thế này thì gần như là nó rất là ít, bởi vì thường thì dâu da thì nó không, cái lượng hàng ghép nó không có quá nhiều đâu. Trong một năm chỉ ghép được có mấy trăm cây thôi. Đầy khách cứ bảo là tôi đặt của cô mấy nghìn, em thực tế với các bác là em không dám nhận. Em chỉ dám nhận là vườn em có bao nhiêu thì em bán bấy nhiêu thôi. Đấy, ghép được bao nhiêu bán bấy nhiêu. Và những cái lô dâu da như này trong vườn của em thì hiện tại bây giờ đang sẵn là tầm khoảng 500-700 cây. Chia làm hai loại, dâu da đỏ và dâu da xanh. Đấy, các bác có nhu cầu trồng về cây dâu da thì các bác có thể liên hệ với em Yến nhé. Số điện thoại của em là 0982149636 và 0973324846. Hai số điện thoại của em đều sử dụng Zalo, các bác có thể vào Zalo của em nhé. Em chuyên là cái số 636 là cái số em sử dụng nhiều nhất và em cầm điện thoại 24/24. Đấy, và video của em Yến hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Em chào tất cả mọi người nhé.